Lão nông Chi Điền xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh, chào các hiền đệ. Báo cáo với lại mọi người, bây giờ mới có 23 giờ 30 mấy phút thôi. Thời gian còn rộng còn dài. Thế nhưng mà sắp Tết rồi, chả còn mấy ngày nữa là Tết, nên là nhà có điện rồi thì mọi người nên sẽ nghiên cứu lại xem ở nhà đã có âm ly loa đài chưa. Nếu như chưa có âm ly loa đài, hoặc là có rồi mà chưa là đạt về cái yêu cầu mình đề ra, thì liên hệ với số máy 0368888479. Lão nông Chi Điền hân hạnh được phục vụ. Báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ để mọi người được vui cái bụng. Chiếc đài Sony có model là CFS 1033SC. 1033SC. Con đài này giờ chỉ có nghe radio thôi, nhưng mà radio của nó thì trần văn nét và âm thanh của nó thì trong veo nhá. Con đài này nó hơn hẳn con đài 1030, là ở cái chỗ cái loa của nó, cái chiều sâu của nó sâu hơn cái thùng ấy. Thùng nó sâu hơn nên là nghe nó trầm ấm hơn. Đấy. Con đài này mình cung cấp với cái mức thóc đã được chuyển đổi sang tiền Việt là 480.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển, và đã có địa chỉ, ngày mai sẽ hành quân ra thủ đô Hà Nội. Địa chỉ tới đó là 64 Lý Tự Trọng, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thủ đô Hà Nội. Ngài Thượng Đế này, ngài chuyển khoản luôn cho mình 480.000 đồng. Trân trọng cảm ơn ngài. Cho lão phu gửi lời chúc sức khỏe, gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đại gia đình nhà ngài. Còn bây giờ mình thực hiện test hoạt động của chiếc đài Sony có model là CFS1010SC. Sony có model là CFS. Nín thở. Đấy, nín thở phát nét ngay. CFS101 đấy, thôi. 1010SC. Đài này thì nó là đài hàng xuất. Đấy. Chạy điện 220V thì phần băng cassette nãy mình đã có video để mời mọi người soi nội thất bên trong rồi. Phần băng cassette là hỏng hết rồi nha, cái chân ốc để bắt cái bộ cơ này nó còn gãy cơ nha, ba chân thì nó gãy cả ba đây mà. Anh cu bạn của mình anh nghe hàn vào thế nhưng mà nó không được, hai chân thì vẫn còn được, còn chân thì nó rơi rồi. Đấy, thì cái bộ cơ này mình đã xử lý cho chắc chắn rồi nha, tức là cái bộ cơ và phần băng cassette này bây giờ không dùng được nữa, không dùng được nữa. Đấy, phần radio thì quá sửa chữa. Đấy, mình cũng mời mọi người xem phiên vỉ rồi. AM các thứ là không bắt được, chỉ bắt được vội băng sóng FM thôi. Đấy. Thì mình chia sẻ rồi. Cái mức thóc là 320.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Bóc tách ra mất 50.000 tiền thùng xốp mới cứng rồi thì còn có 270.000 đồng. Hai cái loa này bán 150.000 đồng. Lúc nào cũng bán được thì chỉ còn, nếu bóc tách ra tiếp thì chỉ còn có 120.000 cái cục máy như này thôi nha, 120.000 cục máy như này cộng với lại hai cái loa 150 nữa là 270.000 đồng, cộng với 50.000 tiền thùng xốp. Bây giờ mình cung cấp với một cái mức thóc là 320.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Bây giờ mình thực hiện test hoạt động của nó. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nhạc ra cả nhà ơi. Các Vui Cuộc Đời có phần thể hiện của Lê Sang, Sang Món Quà. Bây giờ thì nhiều đài bây giờ nghỉ đi ngủ rồi nha. Và ban nhạc Âu Cơ. Những tác phẩm của nhạc sĩ Lê Việt Hòa bao gồm Nhớ Sứ Đoài, Thơ Nguyễn Hoàng, Gửi Sông La, Phỏng Tơ Hoàng Thị Minh Khanh, Mùa Xuân Trên Sông Tô, Về Lại Làng Xưa, Thơ Hoàng Trung Thông, và các khúc Gửi Em Trước Nón Bài Thơ, Phỏng Thơ của nhà văn Sơn Tùng. Còn với nhạc sĩ Thanh Phúc là những bài hát Người Mèo Ơn Đảng, Múa Giọng Hát Bác Hồ, Thơ Tại Hữu Yên, Chẳng Kẻ Thù Nào Ngăn Nổi Bước Ta Đi, Lời Hải Hồ và Thanh Phúc, Con Về Quê Mẹ, Quảng Trị Anh Hùng và Hà Giang Quê Hương Tôi. Với nghệ sĩ nhân dân, nhạc sĩ Trọng Đài là các tác phẩm Hà Nội Đêm Trở Gió, Lời Chu Lai, Trọng Đài, Chị Tôi, Thơ Đoàn Thị Tách Loa này, Mẹ Trái Đất, Thơ Nguyễn Văn Song, Tách Loa này, Hình Cánh Cung, Thơ Lê Lam Hồng và Cổng Lam, Thơ
Bộ equalizer này vẫn hoạt động bình thường nhé. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với tiết mục Hà Nội đêm chờ gió của nhạc sĩ Trọng Đài. Khi nó bắt được sóng là cũng trong veo, chứ đừng có đùa với nó. There are resources to help you learn English at Learn. Thế rồi. Ban ngày là sẽ bắt ra nhiều sóng, thì bây giờ nhiều sóng đi ngủ rồi. Mồm miệng con không đủ lên lời, phải thừa nhận. Nhưng Lâm Hàn rất tuấn tú. Mỗi khi anh ta chuyên tâm làm việc hoặc lúc giải thích rành mạch cho cô những chữ nghĩa khó hiểu như bùa chú, hoặc khi anh ta lẳng lặng nhìn cô đọc sách học bài, ở anh ta luôn toát lên một sức cuốn hút đặc biệt. Hơn nữa, hôm nay dưới tán cây, bóng dáng cô đơn của anh ta phảng phất nét u buồn làm tan chảy lòng người. Cũng vì lý do này nên ngay từ đầu là tên gọi là đàn piano forte. Piano có nghĩa là khẽ, nhẹ nhàng, còn forte có nghĩa là mạnh. Đàn piano thường có hai bàn đạp, trước bên trái để giữ tiếng khỏi ngân, trước bên phải để buông cho ngân lâu hơn và âm thanh vang hơn. Những đàn piano có bàn đạp thứ ba ở giữa có tác dụng che mờ hẳn tiếng đi, âm thanh mờ nhạt đi. Âm vực của đàn piano rất rộng, khoảng hơn 7.8. Các phím trắng trên đàn sắp đặt theo một hệ thống gam đô nguyên cung, hệ thống phím đen chen giữa hai phím trắng chia đôi các quãng một cung thành bán cung. Hết rồi. Thôi xin phép dừng clip ở đây. Nhắc lại với các sư phụ cùng các huynh đệ, chiếc đài này có mức thóc là 320.000 đồng. Vậy là kiếm chai nút lá chuối thôi, chứ còn 320.000 đồng trừ đi 50.000 tiền thùng xốp thị trường có 270.000 đồng. 270.000 đồng mà bóc tách ra hai cái loa 150, còn có 120 cũng ngồi đào bới xoay lộn kiếm chai nút lá chuối, nguồn các thứ còn zin nhá. Đấy. Thôi xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci. Ngoại hình này nó vẫn còn lành lặn nha. Đây, nó không bị vỡ chỗ nào cả. Đấy. Thế nhưng mà cái đài này, cái chân ốc nó bị mất một cái chân đấy, nên là quá cái góc này là quá dính 502 nhá, thì nó mới dính chặt vào. Đấy. Cái loa này vẫn là loa zin của nó đấy nhá. Loa này vẫn là loa zin của nó đây. Loa này nó giống hệt cái loa đài 1000S, thế nên là nó cũng không được to, công suất nó không được to cho lắm. Nó giống cái con 1000S. Nó chẳng khác cái gì cả nhá. Đấy, nó chỉ khác một phần cassette, nhưng mà cassette thì nó hỏng rồi, nó gãy chân rồi ông cháu, bây giờ có sửa vào cũng chỉ phí công nhá. Hay chỉ để cho những ai thứ nhất là ví dụ như mèo mó có hơn không nghe radio
nhì nhằng. Cái thứ hai là nhiều khi về tôi thích nghịch ngợm gì thì nghịch ngợm nhá, hai loa của nó rồi là đồ đoạn các thứ ở bên trong phên vỉ. Thôi nói nhiều lại bảo biết rồi, khổ lắm nói mãi. Xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci beaucoup.